Chiều ngày 4 tháng 4 năm 2024, Ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2024 tại Chùa Bình An, thành phố Long Xuyên đã đón tiếp Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội, quang lâm thuyết giảng với chủ đề về chương trình mục tiêu phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ chính 2022-2027 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi giảng, Thượng tọa Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng Hai Trung ương đã thông qua nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 12 mục. Trong đó, về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ có 12 mục tiêu cần phải quan tâm thực hiện. Tại đây, Thượng tọa nhấn mạnh về mục tiêu thứ hai là nâng cao năng lực quản trị hành chính và điều hành hoạt động Phật sự của giáo hội, xây dựng giáo hội số theo xu thế thời đại, kiện toàn và hoàn thành các trung tâm điều hành hành chánh điện tử của Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương. Tiếp đó, Thượng tọa chia sẻ chuyên sâu về nâng cao năng lực quản trị lãnh đạo đến tăng ni trụ trì. Nói về quản trị, mặc dù là từ ngữ chuyên ngành, nhưng tất cả mọi người đều có thể làm quản trị, không phân biệt cấp bậc tầng lớp. Được hiểu là sự sắp xếp linh hoạt, phân bổ thời gian cho hợp lý, thực hiện các công việc một cách có hệ thống thông qua việc học tập trau dồi, cũng như thực hiện các hoạt động Phật sự để đạt được kết quả, hiệu quả cao nhất. Quản trị cũng có thể được phát huy một cách vô tình từ một cá nhân chưa được qua đào tạo. Dịp này, Thượng tọa giảng sư dẫn chứng các công việc cụ thể dựa trên 4 yếu tố cơ bản của quản trị, đó là 1. Hoạch định kế hoạch, 2. Tổ chức nhân sự, 3. Trình độ tư duy của lãnh đạo và 4. Là hệ thống và tuân thủ. Tại cơ sở tự viện, mỗi tăng ni trụ trì cần phải có năng lực quản trị thì mọi việc từ nhỏ đến lớn mới vận hành trơn tru thành tựu. Hiểu đúng trách nhiệm, hiểu rõ công việc của mình đang làm, lên kế hoạch rõ ràng từng bước để quản lý, sắp xếp thời gian cho phù hợp, kết quả công việc của từng năm phải có sự thay đổi tốt lên. Thượng tọa cũng lưu ý việc quản trị không phải chỉ của mỗi trụ trì, phó trụ trì, mà tất cả mọi thành viên trong cơ sở tự viện đều phải có năng lực quản trị. Đó là quản trị cuộc đời mình, quản trị công việc mình làm hàng ngày. Có như vậy mới phát triển giá trị bản thân. Thượng tọa chia sẻ, nếu chúng ta có trình độ tổ chức, tâm huyết, làm những việc ý nghĩa thì sẽ thu hút được nhiều tín đồ nhân dân Phật tử đến quy y, góp phần truyền bá chánh pháp của Đức Phật một cách rộng rãi. Cuối buổi giảng, Thượng tọa cũng gửi lời tri ân đến ban tổ chức, chư tôn đức tăng ni đã trở về tập trung tại đây để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, rèn luyện đạo hạnh để trở thành những tăng ni có tài, có đức, phục vụ đạo pháp trong tương lai.